Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa đưa vào hoạt động đơn vị tiêm chủng dành cho cả người lớn và trẻ em. Như vậy, người dân trong tỉnh có thêm một lựa chọn nữa khi có nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh. Đơn vị tiêm chủng tại khu C của bệnh viện được thiết kế khép kín, gồm các phòng tư vấn trước tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, khu vui chơi cho trẻ em và quầy thanh toán để người dân không phải đi tới đi lui. Bệnh viện cũng bố trí một bác sĩ thường trực để khám sàng lọc và tư vấn cho người dân về các loại vaccine cần tiêm. Tôi thấy là so với các nơi mà tôi đã đi tiêm á, thì tôi thấy cơ sở bệnh viện Đồng Nai thì rất là khang trang, cũng như là nhân viên y tế cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình. Và cái lý do nữa là cũng gần cái chỗ tôi đi lại cũng như là gần nhà, nên là tôi đến đây tiêm. Thường em tiêm mấy chỗ khác thì do dịch vụ nó, do người ta đông quá nên cái cách xử lý nó hơi còn nhanh quá. Thì còn em tiêm thì em cảm thấy nó làm đúng các quy tắc, thấy nó an toàn hơn. Hiện tại thì đơn vị tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì có trên khoảng hơn 30 loại vaccine để phòng ngừa cho khoảng hơn 50 các bệnh truyền nhiễm. Hiện tại thì đơn vị tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiến hành song song hai chương trình, đó là chương trình tiêm chủng quốc gia và chương trình tiêm chủng theo yêu cầu. Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay. Nhờ có vaccine, nhiều căn bệnh nguy hiểm trên thế giới đã bị loại trừ. Hàng năm có khoảng 2,5 triệu trẻ em trên thế giới không bị chết do bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trong tiêm chủng là phải đảm bảo an toàn từ khâu khám sàng lọc đến kỹ thuật tiêm, chất lượng vaccine, việc xử lý các phản ứng sau tiêm nếu có. Để chuẩn bị cho đơn vị tiêm chủng hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã bố trí nhân lực có chuyên môn và tuân thủ quy trình an toàn tiêm chủng của Bộ Y tế. Trong trường hợp mà có cái phản ứng nặng thì sẽ chuyển qua khu cấp cứu của bệnh viện ngay đối diện với khu tiêm chủng để mà các bác sĩ xử lý kịp thời. Bệnh viện đã cho các bác sĩ, điều dưỡng và kể cả dược sĩ học tập về quản lý tiêm chủng, về quản lý vaccine. Và mặc dù hiện tại là cái đội ngũ mà tại cái đơn vị tiêm chủng mình là có tổng cộng là 5 nhân viên, nhưng mà thật ra trong toàn đơn vị, toàn bệnh viện là mình đã cho khoảng chừng trên 30-40 nhân viên đi học cái việc mà quản lý tiêm chủng cũng như là về tiêm chủng, về quản lý vaccine. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đưa con đi tiêm chủng, nhất là người lao động, bệnh viện sẽ tổ chức tiêm miễn phí các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật của tuần đầu tiên trong tháng và vào thứ 7 hàng tuần. Tất cả người dân có thể đưa con trong độ tuổi đến tiêm mà không phân biệt nơi cư trú tại Đồng Nai. Hay quá mà.